Sáng mở mắt ra đã thấy một đống tiền mà không cần phải đi làm thì sớm biết mấy nhỉ. Ngày mới bắt đầu với một ly cà phê sữa đá Sài Gòn, phải uống hết 2 bình thì mới đủ chi tiêu ngày hôm nay. Hôm nọ đi siêu âm thì được chẩn đoán là cạn thận, hú hồn hú vía luôn. Chưa thoát được nghèo mà tạt trời thì đúng là uống quá. Thế nên mọi người phải nhớ uống nước đầy đủ nha. Hết một buổi sáng của mình lại đi con xe về. Ăn trưa xong chèo lên giường nằm chát thế nào ngủ được. Nóng quá chịu không nổi, cái phòng mình y như cái lò bát quái vậy á. Được sáng với chiều là mát mẻ chứ trưa thì chịu. Nhưng dù sao thì mình vẫn thích thời tiết ở chư xe tụi mình, vẫn còn ổn áp hơn những chỗ khác nhiều lắm. Bắt đầu buổi chiều bằng ly này đây, đố mọi người biết đây là ly gì. Cái này là thèm quá mới uống chứ bình thường làm gì có xiềng để mua. Chứ uống nhiều cũng tốt đâu, viêm túi á. Bớt bớt đi pa nha. Từ nhỏ đến lớn mình đã dùng cái hồ như này rồi, nhưng mà sao mình cảm thấy hồ không thay đổi mà bản thân mình lại thay đổi quá trời nhỉ. Đôi khi mình cũng cần bấm dưới nót lên người với tự đề rằng Panh đang nghèo và cần phải thoát nghèo. Có ai biết cách khắc phục điều đó không thì cứu tôi. Những lúc như thế này thì chỉ cần chạy về nhà thật nhanh và đi ải. Sau đó mọi chuyện thì Makino. Đúng là suy nghĩ của một người sắp trưởng thành có khác ha. Ra dáng qua đi, ra dáng một người mẹ ba con. Con ở đâu thì chưa biết, tại thằng chồng nó chưa đến. Thế thôi lại Makino. Mưa vừa rồi mình thấy nhà bác mình trồng nhiều xả ơi là nhiều. Thế là mình cũng bắt trước chồng, trồng được có 3 cây. Không biết là con nên cơm cháo gì không. Tại mình mới dấn thân vào cái nghề trồng trọt sắp chăn nuôi. Đâu mình cũng chăn nuôi mà, nuôi mấy con này nè. Mặc dù mình không nấu cho tụi nó ăn nhưng mà tụi nó vẫn gọi mình là bà chủ mà. Ủa có lộn gì không ta, bọn này có biết nói đâu nhỉ. À ý là nếu bọn nó biết nói thì chắc chắn là sẽ như thế. Bây giờ không thèm ăn đọt mướp với cả đậu luôn rồi nè. Bởi thế nên cái gì có là sẽ ngán, cái gì chưa có là sẽ khát khao muốn có được. Nói tới đây thôi mọi người biết thừa là mình chưa có gì rồi. Đâu rồi sẽ có đó thôi mà. Trời tối rồi, tốt nhất là tắt đèn rồi đi ngủ thôi.